Mani-sikha-padang-samadhi-yami. Con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa-vada-ve-ramani-sikha-padang-samadhi-yami. Con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura-me-rayama-chapa-ma-dathana. Veramani-sikha-padang-samadhi-yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ip-ma-ni-ban-ja-sikha-ma-da-ni-sa-tu-kang-chan-tu-ang-ap-pa-ma-de-na-ni-cha-ka-lang-sam-ra-ti-ta-pang. Như Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy vào một giới này tâm bảo rồi, phải làm bao nhiêu hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sile na sugatin yon ti, sile na phu kát tâm bác đàn, sile na li phu tin yon ti ta sức mai, si lăng vị số. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các thế, cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu sa thu lành thay, mẹ con xin sám hối trước tam bảo. Utamang ghe na wan de hang pa da pang sung varu tamang pute yo khalito do so puto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tam man cha du vi thang hoa rang tam me yo khalito do so tam mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang gam cha du vi tho ta mang sang ghe yu khali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cú xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính tôn cung thỉnh sư, chúc phúc đến đạo tràng. Phật tử sắp bằng ông ga lăng rập khăn tu sắp bằng địa hoa ta sắp bằng bụt đá hai nô pha quê nà sơ đà sô thi phốt văn tu tê phụ tử sắp bằng ông ga lăng rập khăn tu sắp bằng địa hoa ta sắp bằng thầm mang nô pha quê nà sơ đà sô thi phốt văn tu tê phụ tử sắp bằng ông ga lăng rập khăn tu sắp bằng địa hoa ta sắp bằng sang cả hai nô pha quê nà sơ đà sô thi Phật hoàn tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Suvatalatho Sukhito Purunaho Bodhaka Sene Arugo Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyanti Pisa Thalatha Sukhita Purunaha Bodhaka Sene Arugo Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyanti Pite Thalatha Sukhita Purunaha Bodhaka Sene Arugo Sukhita Hoi Saha Sabbe Hit Nyanti
phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata pang kiri yang mama kaye na wacha manasa tidase sudatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fa hi fa wan tute ye tang katang suviditang tin nang punya palang maya ye chatat tathan na cha nan ti dewa gan tua ni we da yung sa be lo kam hi ye sa ta ji wan ta ha ra he tu ka manun yang pho cha nam sa be la phan tu ma ma che tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo chuyện cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Hi đàng nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Hi đàng vô ta mê bùn nhàng a sa vá kha yô vá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có hành trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disa yasata ta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa
về Uttaraya Anudisaya Satta Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape Uparimaya Disaya Satta Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu. Nidukha hontu, apyapaccha hontu, anikha hontu, dikha yukha hontu, aroga hontu, sampati hisamichantu sukhi, atanang pariharantu, dukha patta, janidukha fayapatta, janifaya. Soka pata chani soka hontu sape pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nên là một bút thầy á, còn là xong phần lễ bái tâm bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tâm bảo. Xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng, đồng đựng nhau cơ thể. Bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Đã sắp đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Nếu sư có mặt trước máy thì con xin cho con tín hiệu để con nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Mai á, Nam mô Sang Kha á. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Chư thiên kính lễ Di Tôn Tiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 351. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakku Lo Kasasathai Chanadam Maku Vido Vanda Mahantam Narapu Chanay Yatam. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng, Pháp Ly Phiền Não Trái Trăng, Tôi Thường Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng, Tư Đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đảng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bồ vi giá tá sát sát thu nô lô ca nắm mạnh thát sá quý nà khá rô cô thập bành dù bút thập bất tí phụ tí sân nhá tô hoành đà mát hành tầng lá ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quy y anh vạn, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm lạc chúng sinh, để dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sang cô vi số thô su gát ta sa sa vá cô sê kha su ca mô vá rá thầm vá sê kha cô nín đà bát sang sa đi á la đá rô vá rô văn đà má hành tăng ná rá cô cha này gia tăng tăng bảo trên vương Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana ta ya te che na se kha me e tu wa tha nang ta sa vi a nu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần cảnh dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 351. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Hôm nay câu Phật ngôn này tương đối dễ ha. Nít thành gã tổ ác san ta si nít thành gã tổ ác san ta si nít thành gã tổ ác san ta si. Bây giờ câu số 2. Quỳ ta tần hồ an nằn gã nồ quỳ ta tần hồ an nằn gã hồ quỳ ta tần hồ an nằn gã nồ. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Nít thần gã tổ á san ta si quỳ ta tần hồ an nằn gã nồ nít thần gã tổ á san ta si quỳ ta tần hồ an nằn gã nồ nít thần gã tổ á san ta si quỳ ta tần hồ an nằn gã nồ. Câu số 3 và câu số 4. Áp chín đi pháp hoa san la ni áp chín đi pháp hoa san la ni áp chín đi pháp hoa san la ni. Câu số 4. An ti mô yang samut sa yo an ti mô yang samut sa yo an ti mô yang samut sa yo. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4. Chín đi pha hoa san là ni an ti mô yang samut sa yo chín đi pha hoa san là ni an ti mô yang samut sa yo chín đi pha hoa san là ni an ti mô yang samut sa yo. Bây giờ với câu Phật ngôn 351 chúng ta có hai cách đọc cách đọc thứ nhất nít thằng gác tô a san ta si quỳ ta tần hồ a nành gác lô a chín đi pha hoa san là ni an ti mô yang sa mút sa yô nít thành gã tổ á san ta si quỳ ta tần hồ á nằn gã lộ á chín đi pha hoa san là ni an ti mô yang sa mút sa yô. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai nít thành gã tổ á san ta si quỳ ta tần hồ á nằn gã hồ á
Chinh đi pha quá san la ni an ti mô yang sa mút sa yô ni thần gà tô a san ta si vi ta tan hô a nan gà hô a chinh đi pha quá san la ni an ti mô yang sa mút sa yô. Rồi, như vậy quý vị phân biệt hai cách đọc ha, trường âm và đoạn âm theo giọng kinh. Cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc nguyên câu, à, nguyên một bài luôn. Cách đọc thứ hai, chúng ta dừng lại nơi trường âm cuối câu số 2. An lành gá nô, à, chúng ta dừng lại chữ nô này, bởi vì nó là trường âm ha. À, như vậy là có hai cách đọc. Và cái câu Phật ngôn 351 theo cái giọng kệ thì cũng rất là dễ. Bởi vì một câu 8 từ thì chúng ta chia ra làm 2 ha, 4 4. Nithangalo a santasi vi ta tan ho ananga ho. A chin di pha và sang là những anh ti mô văn sa môn sa yôm nít thanh ga tô a san ta si quỳ ta tan hô a nan ga nô a chin đi pha và sang là những anh ti mô văn sa môn sa yôm. Thêm lần nữa ha. Nithangalo asantasi vedatanho anangano achindipa vasalani antimoyam samunshayo. Rồi bây giờ xin mời quý vị trường âm đoạn âm qua hai cách đọc. Rồi quý vị phân tích. À, xong quý vị thêm một giọng kệ nữa ha. Rồi xin mời Siết Mê Ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 351. Nít thăng gá tô á san ta si quy tá tành hồ á nành gá nô ác chinh đi phá quá san là ní an tí mô văn sa mút sa dô. Dạ, con phân tích câu 1 và câu 2. Nít thăng gá tô á san ta si quỳ tá tành hồ á nàn gá nô. Nít là trường âm nhấn. Thành, trường âm nhấn. Gá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. San, trường âm nhấn. Ta si, hai, trường âm thông thường. Quy, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Tan, trường âm nhấn. Hô, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nan, trường âm nhấn. Gá, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Nít than gá tô á san ta si quy tá tàn hô á nan gá nô. Và câu 3, câu 4. Chinh đi phá quá san là ni an tí mô văn sa mút sa dô. Ác, trường âm nhấn. Chinh, trường âm nhấn. Đi, đoạn âm. Phá quá là hai đoạn âm. San, trường âm nhấn. La, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. An, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
xá đoạn âm mút trường âm nhấn, xá đoạn âm vô trường âm thông thường. Ác kinh đi phá quá sanh là ní ảnh tí mồ văn xá mút xá vô. Và con đọc lại hết bài. Nít thành gá tô á sanh ta si quy tá tành hồ á nành gá nô. Ác kinh đi phá quá sanh là ní ảnh tí mồ văn xá mút xá vô. Nít thành gá tô á sanh ta si quy tá tành hồ á nành gá nô. Kinh đi phá quá sanh là ni an tí mô văn xá mút xá vô. Dạ con cũng xin kể. Nịch thẳng ga tôn a sanh ta si quy ta tan hô a nan ga nô. Ác kinh đi phá quả sanh là ni anh ti mô văn xà mốt xa vô. Dạ con có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ con kính mời người kế tiếp. Dạ con xin xuống mic. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huyền, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn chị Meta, dạ, cảm ơn chị Kim. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Nít tàn gà tô á sàn tà si quỳ tà tàn hồ gà á nàn gà nô ách. Chín đi phá hoa sàn là ni an ti mô giang sa mô sa yô. Nít tàn gà tô á sàn ta si vi ta tàn hồ á nàn gà nô. Ách chín đi phá hoa sàn là ni an ti mô giang sa mô sa yô. Con xin phân tích ạ. Nít tàn là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ta si là hai trường âm thông thường, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ách, chin là hai trường âm nhấn, đí phá quá là ba đoạn âm, san là trường âm nhấn, la là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, an là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Nít tàn gà tô á sàn tà si quỳ tà tàn hồ á nàn gà nô. Ách chín đi phá quá sàn là ní ảnh tí mô giang sa mô sa yô. Nít tàn gà tô á sàn tà si quỳ tà tàn hồ á nàn gà nô. Ách chín đi phá quá sàn là ní ảnh tí mô giang sa mô sa yô. Con xin kể. Nít tàn ta Nít tàn gà tô à sàn tà si quý tàn tàn hô à nàn gà nô. Ai chín đi phá quà sàn là ni an ti mô giang sa mô sa yô. Nít tàn gà tô à sàn tà si quý tàn tàn hô à nàn gà nô. Ai chín đi phá quà sàn là ni an ti mô giang sa mô sa yô. Dạ, con đã trả bài xong, con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Thầy, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Con xin chào mời. Nithan gato asan pasivi tatan ho anan gano atchin di pha wasa la ni an timo yang samusayo. Nithan gato asan pasivi tatan ho anan gano. Nít là trường, nít tham là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tà si là hai trường âm thông thường. Quy tá tàn hồ á nàn gác nô. Quy tá tàn hồ á nàn gác nô. Quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tàn là trường âm nhấn, hồ là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, nang là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Nithan gato asan ta si vi ta tan ho anan gano. Achin di pha wa sa la ni an ti mo yang asamusayo. Át là trường, át chinh là hai trường âm nhấn, đi là đoạn âm, phá là đi qua, đi phá là hai, đi phá quá là ba đoạn âm, son là trường âm nhấn, là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Achin di phá quá sa là ni an ti mô yang sa mu sa yo. An là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mus là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Dithan gato asan ta si vi ta tan ho anan gano atchin di pha wasa la ni an thi mo yang samus sayo. Dạ con xin kể. Nithan gato asanta si vita tan ho anan gano an achinti fa wasalani anti moyang samus sayo. Dạ con xin chào mít cho đi kết thúc. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc cô pháp cú 351. Cô 1, cô 2. Nít thanh gác tô á xanh ta si vi ta thanh hồ á nành gá nô. Nít thanh là hai trường âm nhấn, gá bản âm, tô trường âm thông thường, á bản âm, tan trường âm nhấn, ta si vi ba trường âm thông thường, tá bản âm, tanh trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á bản âm, nang trường âm nhấn, giá bản âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại cô 1, cô 2. Nít thành gá tô á xanh ta si vi ta tanh hồ á nành gá nô. Cô 3, cô 4. Ách chín tí phá vá sàn là ni anh tí mô giang xá mốt xá dô. Ách chín là hai trường âm nhấn. Đí phá vá là ba bản âm. San là trường âm nhấn. La là trường âm thông thường. Ní là bản âm. An là trường âm nhấn, tí là bản âm, mô là trường âm thông thường, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là bản âm, mút là trường âm nhấn, xá là bản âm, vô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ách chín tí pha vá sàn là ni anh tí mô giang xá mút xá vô.
con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 351. Nít thành gà tô á xanh ta si vi ta xanh hồ á nành gà nô. Ách chín đi phá vá sàn là đi ảnh tí mô giang xá mút xá dô. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin lễ sư Trí Đức, quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú 351 ạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nithan gato asanta si vita tan ho anangano atchin difawa san la ni antimo yang samusayo. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Nithan gato asanta si vita tan ho anangano. Nithan là hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, san trường âm nhấn, ta si hai trường âm thông thường, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, tan trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á đoạn âm, nan trường âm nhấn, cá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Atchin difawa san la ni antimo yang samusayo. Atchin là hai trường âm nhấn. Di phá vá là ba đoạn âm. San là trường âm nhấn. La là trường âm thông thường. Ni là đoạn âm. An trường âm nhấn. Tí đoạn âm, mô trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mút trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Nithan gato asanta si vi ta tan ho anan gano. Chin di pha wa san la ni an ti mo yang sa mu sa yo. Dạ, con xin kệ. Ni than ga to a san ta si vi ta tan ho a nan ga no. At chin di pha wa san la ni anti mo yang samusayo. Nithan gato asanta si vita tanho anangano. Achindi fa wasan lani anti mo yang samusayo. Dạ, con đọc đã xong. Dạ, con xin mời về kế tiếp. Dạ, con xin mời Tĩnh Tâm 20-20 ạ. Dạ. Mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 351. Ni thành gá tô á sanh tá si quý tá thành hồ á nành gá tô gá nồ ách trình đi phá quá sanh lá ní ảnh tín nồ dành xá mú xá vô. Ni thành gá tô á sanh tà si quý tá thành hồ á nành gá nồ ách trình đi phá quá sanh lá ní ảnh tí nồ dành xá mú xá vô. Dạ, con kinh đọc, xin đọc câu số 1 và câu số 2 và phân tích luôn ạ. Ni thành gá tô á
sanh dạ ní thanh là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, sanh là trường âm nhấn, ta si là hai trường âm thông thường, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nanh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu số 2, câu số 3, câu số 4. Ách chinh đi phá gáo xanh lá la ní, anh tí nô dành xá mú xá vô. Ách chinh đi phá gáo quá xanh lá ní, anh tí nô dành xá mú xá vô. Dạ con xin phân tích ạ. Ách là trường âm nhấn. Chinh là trường âm nhấn. Dí là đoạn âm. Phá là đoạn âm. Quá là đoạn âm. Sanh là trường âm nhấn. La là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Á. Anh là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Vô là trường âm thông thường. Dạ con cũng xin kệ ạ. Nị thanh ga tô à san ga sa ta si quy ta thanh hô à nan ga no ảnh chinh đi pha hòa sanh la ni a ti mô danh sa mô sa vô. Dạ con xin thưa với quý đạo tràng là con là Oanh Phan, tại vì mấy hôm nay cái mạng của con nó cứ bị đá nhăn hoài mà con vô không có được nữa, thành ra bây giờ con làm cái nick mới. Dạ con kính chào quý đạo hữu và dạ con kính sư, dạ xin sư sửa giùm cho con ạ. Dạ con kính chào đạo tràng, dạ con mời vị kế tiếp. Alo, 123123, Sik Oanh ơi. Đối với tịnh tâm mà để cho Sik Kim Nhung cũng phát hiện ra ha. Chạy trốn đâu cũng không thoát khỏi ha. Phân tích thì đúng, nhưng mà đọc chữ Phá Hoa San La Ní. Chữ San La Ní thì chữ La đọc thành chữ La. Chỗ này á, khi mà phân tích thì phân tích rất là chính xác, nhưng mà đọc á thì đọc là Phá Hoa San La Ní chứ không phải chỉ là chỉ sai có một chút đó thôi. Nhưng mà thấy cái nick lạ mà lên đọc như vậy là thấy quá hay rồi, không ngờ là người cũ mà nick mới thôi. Rồi mời xí chiếc lá mùa xuân. Con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu phân tích câu Phật môn 351. Nithang gato asanta si vi ta tăng hồ anang gano. Nithang là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ta si quy là ba trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Nithang gato asanta
si huy ta tăng hồ a nằng gan nồ ách chinh tí phà quá sàn là ni ăn tí mù dằn sa mút sa dồn ách là trường âm ách chinh là hai trường âm nhấn đi là đoạn âm phá là đoạn âm bí phá quá là ba đoạn âm san là trường âm nhấn la là trường âm thông thường xin lỗi ní là đoạn âm an là trường âm nhấn tí là đoạn âm mồ là trường âm thông thường dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Ách chìn đi phá quá sàn là ni ẩn tí mồ dằn. Ni ẩn tí mồ dằn xá mút xá dồ. Ách chìn đi pha quá sàn là ni ẩn ti mồ dằn sa mô sa dồ nịt thằng gắt tô a sàn ta si quỳ ta tần hồ a nằng gà nồ ách chìn đi pha quá sàn là ách chìn đi pha quá sàn là ni ẩn ti mồ dằn sa mô sa dồ con xin đọc lại lần nữa nịt thằng gắt tô a sam ta si vi ta tần hồ a nan ga no ách chìn đi pha qua san là ni tần ti mồ dằn sa mu sa yo ni thằng gắt tô a sam ta si vi ta tần hồ a nan ga no ách chìn đi pha qua san là ni an ti mô yán sa mô sa yô. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic. Dạ nam mô bích tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 351. Dạ, câu cảm ơn tình tâm. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Nít thanh gát tô á san ta si vì ta tần hồ an năng gá nồ. Nít là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ta si là hai trường âm thông thường. Vì là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, hô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nanh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm và nô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Ách chìn đi phá quá sàn là đi ảnh tí mồ dằn sa mô sa nô dồ. Ách là trường âm nhấn, chìn là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, phá là đoạn âm, quá là đoạn âm, là trường âm nhấn, la là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm và vô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại 4 câu. Nít thanh gát tô á san ta si vì ta tần hồ an nằm gát nô ách chìn đi phá quá sàn là ni ảnh ti mô dằn sa mút sa dô. Nít thanh gát tô á san ta si vì ta tần hồ an nằm gát nô
chin di pha wa san la ni an ti mo yang samusayo. Dạ con xin kể. Nithan gato asanta si vita tanho anandano akchindifa wasanlani antimoyang samusayo. Nithan gato asangastasi vita tanho anandano akchindifa wasanlani antimoyang samusayo. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai thì con mong ngài sửa lời giùm con ạ. Dạ niềm từ rất kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính chào sư Pháp Trang vừa mới vào đạo tràng. Dạ con xin mời đạo tràng lên đọc bài tiết. Dạ xin mời Sít Như Quỳnh ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ sa thú kính cảm ơn Sít Niệm Từ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trên mic, nếu còn vị nào chưa trả bài thì mời bằng tay. Dạ kính thưa đạo tràng, không biết là đạo tràng có thấy cái phông chữ của Nhật Quỳnh post lên nó có bị rời ra không? Tại có người khi em cho Nhật Quỳnh là nói là cái phông chữ của Nhật Quỳnh, cái chữ N nó bị sai. Không biết sao bên Như Quang đưa lên như vậy mà bên cái phông của Nhật Quỳnh thì không có thấy như vậy. Nên Nhật Quỳnh cũng không biết là nó sai chỗ nào. Nên Nhật Quỳnh xin cầm mic để hỏi lại. Dạ. Bên Kim Dung cũng thấy là chữ tan với N nó rời ra. Mà của ngài đưa lên nè đâu có thấy rời ra đâu. Dạ không biết sao nữa. Dạ. Vậy là không biết nó sai từ đâu luôn. Dạ. Thấy của ngài lên đưa nó cũng dính vô đàng hoàng mà. Mà của Nhật Quỳnh thì đưa qua cho ngài, ngài copy lại. Có lẽ là nó trục trặc chút rồi. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin được trả bài, con tri ân ngài. Con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 351. Dạ, còn Hà phải không? Vậy cho Nhật Quỳnh bả bài trước nha. Dạ. Nít thăng gắt tơ ác sanh ta si vi trách tạnh hô ác nành gần nô ác chinh ti pháp quá sanh la ni anh tìm mộ giang sâm quốc xa dô. Nịp thăng gắt tơ ác sanh ta si vi trách tạnh hô ác nành gần nô ác chinh ti pháp quá sanh la ni anh tìm mộ giang sâm quốc xa dô. Nít thăng gắt tơ ác sanh ta si vi trách tạnh hô ác nành gần nô ác chinh đi pháp quá sanh la ni anh ti mô giang sa mút sa vô. À nói qua ngày hôm qua cái nick này có cầm mic rồi Hà ơi, để chút xíu nha. Dạ dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Nít trường âm nhấn, thanh trường âm nhấn, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, ta si hai trường âm thông thường, vi trường âm thông thường, tá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, á đoạn âm, nanh trường âm nhấn, gá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Nít thăng gá tơ á sanh ta si vi tất tạnh hô anh nanh cá nô. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ách chinh hai trường âm nhấn, đi đoạn âm, phá quá hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, la trường âm thông thường. Ní đoạn âm, anh trường âm nhấn, tí đoạn âm, mô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm,
mút trường âm nhấn xá đoạn âm vô trường âm thông thường. A chinh đi phá quá sàn là đi ăn tí mồ dàng sang mút sợ dơ. Dạ con xin ông bốn câu. Nít thằng gá tờ á sàn ta si vi ta tạnh hơ á nằm gà nơ. A chinh đi phá quá sàn là đi ăn tí mồ dàng sang mút sợ dơ. Dạ con xin kể luôn. Đề thẳng ga tơ à sẵn ta si vệ ta tan hô à nặn ga nô à chín đi pha và sẵn la ni an ti mô giang sa môn sa yô. Đề thẳng ga tơ à sẵn ta si vệ ta tan hô à nặn ga no a tin di pha wa san la ni an ti mo yang sa mu sa yo. Dạ con đã đọc xong, phân tích xong, con có sai con nhờ ngài và đạo tràng chỉ dạy. Dạ con kính tri ân ngài và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ theo như lời của Xích Hà, để Nhật Quỳnh coi cái nít này ngày hôm qua cầm mít rồi, bây giờ còn không? Còn trong đạo tràng không? Dạ, mà không. Hình như bây giờ Như Quỳnh không có thấy. Dạ, Hà cầm mít thử mời coi. À, thấy rồi, thấy rồi. Dạ, kính mời Xích Tina. Dạ, kính mời Xích Tina có thể lên trả bài. Dạ, theo như là, dạ, mắt không thấy đường, Giang Nhật Hà ơi. Xin mời mời Xích ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Tina. Tina Nguyễn. Hôm qua nghe Nguyên Trang hình như chào được Tina Nguyễn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính mời cầm mic giùm để mà Nhật Quỳnh bỏ mic xuống rồi đạo tràng yên lặng. Dạ, đạo tràng yên lặng rồi. Quý vị tưởng đâu bên mình có vấn đề nên chạy ra chạy vào, Nhật Quỳnh thấy vậy nên Nhật Quỳnh cầm mic trở lại à. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời vị nào chưa trả bài kính mời bằng tay à. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con không thấy ở ngoài hà nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Dạ thưa chị Tina ơi, nếu mà chị không có biết cầm mic á, thì tụi này sẽ chỉ nha. Chị có thể chat trên màn hình, còn nếu mà chị sợ ngại lần đầu á, muốn nghe thính thôi, không có muốn tham dự thì cũng ok luôn. Với lại thưa Ngài, con thỉnh Ngài có thể nhiều khi có những vị mới, Ngài có thể giảng dạy tại sao đọc là trường âm nhấn đoạn âm, thì nhiều khi những vị mới vô họ không có nắm vững cái vấn đề này, họ cũng ngại lên giống như con ngày xưa, con cũng không biết gì hết. Thành ra con không biết cái chị này cũng mới nhắn con đây mà không thấy lên. Dạ thôi, dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp vậy chứ các lần sau ha chị. Alo, dạ kính chào sư Trí Đức, kính chào sư Pháp Trang, kính chào toàn thể chư tăng và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 351. Nít thăng gá tô á san ta si vi ta tăng hô á năng gá nô ách chim lý phá quá xà là ní ạn dàng sá mút sá dô. Dạ con xin phân tích câu 351 ạ. Câu số 1 và câu số 2. Nít thăng gá tô á san ta si vi ta tăng hô á năng gá nô. Nít thăng là hai trường âm nhấn.
Gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ta, si, hai trường âm thông thường, quy, trường âm thông thường, tá, đoạn âm, tăng, trường âm nhấn, hô, trường âm thông thường, á, đoạn âm, năng, trường âm nhấn, gá, đoạn âm, nô, trường âm thông thường, nít thăng gá tô á sàm tà si vi tát tăng hồ á năng gá nô. Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ách chìn đi phá quá xà là ni an ti mô dạ xa dồ. Ách chìn là hai trường âm nhấn. Đi phá quá là ba đoạn âm. San là trường âm nhấn. La là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. An là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm. Mút trường âm nhấn. Xá đoạn âm. Vô thông thường. Ách chìn đi phá quá xà là ní an tí mô dằn xá mút xa dồ. Con xin đọc lại câu 301. Nít thăng gá tô á sàn tà si vì tá tăng hồ á nàng gá nô ách chìm lý phá quá sàn là ní an tí mô dằn xá mút xa dồ. Dạ xong xin kể câu pháp cú 351 ạ. Nít thăng gá tô á sàn tà si vì tá tăng hồ á nàng gá nô ách chìm lý phá quá sàn là ní Antimo yang samusayo Nithangato asantasi Vitatangho anangano Achindifa wasalani Antimo yang samusayo. Dạ con xin hết ạ. Con có gì sai thì nhờ Sư Trí Đức sửa giùm con. Xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin cảm ơn Quỳnh. Xin cảm ơn toàn thể. Dạ con xin rồi mấy cả. Xin nhường cho vị kế tiếp. Sa thú quý vị rất là tuyệt vời. Những cái vị mới nhất là Siết Nguyên Tịnh ha. Rồi Sittina, ở đây có ba vấn đề. Một trường âm, đoạn âm. Hai là đọc theo giọng kinh. Ba là đọc theo giọng kệ. Vậy thì quý vị đóng góp trong với đạo tràng qua giọng kinh, giọng kệ cũng tốt rồi. Còn cái vấn đề trường âm, đoạn âm, khi quý vị đọc dạy á, thì không có sao hết rồi. Chẳng qua trường âm là giọng dài mà đoạn âm là giọng ngắn. Nó thêm một cái trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là để chúng ta ghi nhận tại sao nó là trường âm mà phải là thông thường, phải là nhấn, phải là nguyên âm. Thì cái chuyện nó không quan trọng, mà cái quan trọng ở đây là quý vị đọc đúng trường âm và đoạn âm. Khỏi cần phân tích cũng được. Cái chuyện phân tích chẳng qua là câu giờ. Quý vị đừng có ngại. Một câu Phật ngôn như thế này mà chúng ta sinh hoạt suốt một thời gian dài thì quý vị thấy đừng có cười. Cười làm bể độ hết. Một câu Phật ngôn thế này mà kéo dài khoảng 2 tiếng hoặc là gần 3 tiếng đồng hồ thì quý vị nghĩ như sao? Phải câu giờ. Thì quý vị thông cảm. Quý vị đọc đúng, đó là trường âm là tốt rồi. Chứ không cần phải phân tích. Phân tích là để cho quý vị có một cái sự nhận định. Có một cái sự nhận định và biết rằng mình đọc đúng hay là sai. Khẳng định lại trong cái trường âm đó mình đúng hay là sai. Chứ không có sao hết.
À, quý vị đọc hay quá, làm hôm nay Sức Kim thấy ngại ha. Sức Kim ngại không dám lên. Hay quý vị thấy à? Nếu mà quý vị thường thường thấy thường thường là Sức Kim đưa tay ha. Nhưng mà hôm nay quý vị thấy mạnh dạn đưa tay làm cho Sức Kim coi như là mất bình tĩnh luôn ha. Đưa tay không kịp luôn. Thôi bây giờ quý vị thấy rằng ở nước ngoài thì quý vị ngâm nga kệ thế này thế kia thì cảm thấy nó rất là thoải mái, bởi vì ai cũng nghĩ rằng ban ngày quý vị ca hát hoặc là thổi quản hay cải lương gì gì đó theo một cái âm điệu mới, tức là giọng ca Ấn Độ ha. Nhưng mà ở Việt Nam 3-4 giờ sáng mà này quý vị thấy ngồi một trong phòng mà kể như thế này á, người ta chắc nói là mấy ông mấy bà này chắc điên quá ha, chắc điên quá. Giờ khuya vậy mà bây giờ ở trong phòng gà gáy chó sủa, rồi ai đi ngang qua nói chắc anh cha này chắc nó điên hay sao mà ngồi nó ca hát một mình ha. Chị Kim Nhung nè, chị Hồng Mai nghĩ sao? Ví dụ ở trong nhà, trong chùa đông người ha, chùa thì không sao đi, nhưng mà ở nhà ha, quý vị thấy mỗi lần mà Sĩ Su Khá mà lên cầm mic là mấy cuốn đó, nó cũng ngạc nhiên ha, nó cũng la, nó cũng hùng phước nữa thì quý vị thấy cái giờ này mà Việt Nam mà lên kệ là nghe không giống ai. Nhưng mà đọc dụng kinh thì trang nghiêm. Trong giọng kinh thì chứng tỏ rằng có một cái sự rõ ràng, có một cái sự tôn kính, có một cái sự an toàn hơn ha, an toàn hơn là giọng kệ. Thôi thì bây giờ quý vị mới, nhất là Sĩ Nguyên Tịnh ha, Sĩ Tina ha, ngại tập cầm micro cho nó quen ha, tập để có sự hòa nhập. Rồi từ từ thắc mắc chúng ta sẽ hỏi ha. Vậy xin phép đọc ha. Tôi quan hỷ. Bây giờ quý vị đưa tay thì chúng tôi nhường micro liền ha. Khi nào sư không khỏe thì con sẽ can đảm cầm mic để thanh toán cho sư đi nghỉ. Trời đất ơi, cái kiểu nó vậy giang hồ quá ha. Cầm mic để thanh toán. Thôi bây giờ mời sư Tina trước đi. Sĩ Kim là thấy có vẻ giang hồ quá ha. Alo, Sĩ Tina ơi, xin cho bàn tay. Chúng tôi mới nhường mic. Rồi, sao thú, xin mời. Dạ thưa con, kính chào sư và kính chào đại tràng. Dạ thưa con, xin phép đọc. Nithan gato asantasi vita tanho anagano achindi pavasalani atimuyam samusayo. Dạ thưa con xin đọc dạ thưa kể. Dạ. Nithan gato asantasi vita tanho anagano Achindi Pavasalani Atimoyam Samusayo. Dạ thưa con, cảm ơn sư và đạo tràng. Sa thú, một giọng đọc rất là tuyệt vời. Quý vị thấy khi đến với cái luân năm truyền này, chúng ta nằm trong một khuôn khổ. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với Sri Lanka cái giọng đọc khác, đối với Myanmar cái giọng đọc nó khác, thì đây là âm hưởng của những cái giọng đọc mà chúng ta thấy đọc rất là chạy chữ, đọc rất là chạy chữ chứ không phải là không. Thì Sri Tina cũng có một căn bản. Nhưng mà đối với cái ngôn của chúng ta thì nó có một cái
cái gu hay là nói chung rằng nó để đi vào khuôn khổ. Cho nên chúng ta nghe cái giọng của Sitina thì nghĩ rằng Sitina đọc sai, không phải, không phải đọc sai, mà đọc theo cái âm giọng của các cái nước khác ha. Cũng như Sít Nguyên Tịnh ha, Sít Nguyên Tịnh có thể quan hệ cầm micro được không ạ? Sít Nguyên Tịnh cũng có một cái âm hưởng, một cái giọng đọc rất đặc biệt mà chúng ta cần phải so sánh, cần phải học hỏi. Alo, Sít Nguyên Tịnh có chút máy mà. Mời bàn tay Sít Nguyên Tịnh. Hoặc là mời bàn tay của Sít Tô Thị Phùng ha. Sít Tô Thị Phùng. Alo, xin mời bàn tay. Sít Phùng Hoan Hỷ có thể đưa tay ha. Rồi. Alo. Quý vị tự nhiên coi như đây là một cái chùa nhà để chúng ta thể hiện cái sự can đảm của mình trong sự tu tập. Sa thủ thấy bàn tay rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, sư cô Tô Thị Phúng, hình như là cô giơ tay xong á, cô phải bấm vô cái thanh màu xanh lá cây đó. Rồi cô trượt lên để nó giữ cái mic, rồi cô nói thì đạo tràng mới nghe được. Xong đó, sau đó thì cô bấm vô cái thanh màu đỏ lại để trả mic lại. Dạ, con xin mời cô thử lại nha. Dạ, cảm ơn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Sư Tô Thị Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, vậy là cô chưa có cầm mic được. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, vậy bây giờ thì con cung thỉnh ngài ạ. Dạ, nghe phải không? Nghe vậy có thể thử lần nữa không? Dạ, có thử lần cầm mic nữa đi. Dạ, Nhất Quá Tam, cứ thử đi. Dạ, không sao. Dạ, kính mời. Dạ, vậy thôi ráng tập đi ha. Ráng tập đi như lời của Vinh Giang Nhật Hà. Dạ, chị thì cứ
Nhật Quỳnh thì không có dùng hôn, nhưng mà Nhật Quỳnh nghe Quỳnh chỉ riết thì Nhật Quỳnh cũng hiểu được một kia điều đó. Là khi mà mình đã thấy được cái lằn xanh đó rồi thì mình nhấn cái tay vào đó và mình đẩy nó lên thì mình sẽ cầm mít được, mình không có bị rớt mít. Dạ, bây giờ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời ha, rất là có sự đóng góp của Sitina ha. Và hôm nay sao Sít Nguyên Tịnh ngồi im ru à? Sít Nguyên Tịnh chắc là đi ra ngoài rồi. Xin chào đạo hữu tập học Pali. Sít Man cũng vừa đến. Sít Hạnh Kiếm có thể đưa tay được không ạ? Thôi thì bây giờ kính thỉnh để Đức Pháp Trang ha. Lâu quá đạo tràng chúng ta chưa nghe để Đức Pháp Trang coi như lên đọc kinh cũng như đọc kệ. Mặc dù để Đức Pháp Trang để hướng dẫn rất là nhiều đệ tử ở Bình Định vào trong room này nhất là Sít Phú Biển nè, Sít Minh Tấn nè, rồi Sít Hậu nè, rồi cô tu nữ Phúc Hạnh vân vân. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại Đức Pháp Trang ha, để Đức Pháp Trang hướng dẫn lại để thể hiện cái bản lãnh của một vị thầy để cho cô tu nữ Phúc Hạnh hoặc là Sĩ Phố Biển, Sĩ Khẩu, Huynh Minh Tấn vân vân cùng tham gia nhé. Bây giờ để Đức Pháp Trang đến đạo tràng mà chúng ta khi dễ không thỉnh lên thì bây giờ những người đệ tử của Đức Pháp Trang nghĩ rằng ô thương vị quá không được. Thôi thì bây giờ cùng thỉnh để Đức Pháp Trang ha. Cái gì? Ra công trình rồi ha. Bây giờ ra công trình làm cái gì? Mới có 5:30 ra ngoài đó làm cái gì không biết nữa. Thôi bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh Quan Hỷ đại diện sư phụ đi. Rồi mời bàn tay cô tu nữ Phúc Hạnh lên công trình. Rồi mất ăn sáng nữa, khổ thiệt. Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Rồi Sister Man, trời ơi, đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh mà đại diện Bình Định nè. Bà con coi Sister Man nè. Dạ, cho con xin phép được đọc câu kinh số 351. Con mới ra con không biết con đọc được không, cho con xin đọc. Nithan gato asanta sivita tan ho anan gano atchindivavasanda ni antimu yang samusayo. Nithan gato asanta sivita vì ta tàn hồ an làm gan nô át trình đi pha vát tàn đà ni át ảnh ti mù dằng sa mút sa dô. Dạ, dạ con không biết lớp có phân tích từ ngữ chưa. Dạ, tại vì con mới vô. Dạ, cho con xin xuống. Con có sai xin sư sửa thì con cũng không có thấy chữ rõ nữa. Dạ, vậy cho con xin phân tích chữ Nangato Asanta. Chữ Nít là trường âm nhấn, chữ Tham là trường âm thông thường, chữ Gá là đoạn âm, chữ Tô là trường âm thông thường,
chữ Á là đoạn âm, chữ San là trường âm nhấn, chữ Ta, chữ Si là hai trường âm thông thường. Vi ta tàn hồ á nành gá nô, chữ Ví là đoạn âm, chữ Tá là đoạn âm, chữ Tam là trường âm nhấn, chữ Tam là trường âm chữ Tam là trường âm nhấn, chữ Hô là trường âm thông thường. Chữ Á là đoạn âm, chữ Nam là trường âm nhấn, chữ Gá là đoạn âm, chữ Nô là trường âm thông thường. Át trình đi pha va sành là ní, chữ Á là đoạn, chờ con cũng thấy, chữ Át là trường âm nhấn, chữ Chinh là trường âm thông thường, chữ Đí là đoạn âm, chữ Phá là đoạn âm, chữ Vá là đoạn âm, chữ San là trường âm nhấn, chữ La là trường âm thông thường, chữ Ní là đoạn âm. An tí mô dằn sa mút sa dô, chữ An là trường âm nhấn, chữ Tí là đoạn, chữ Mô là trường âm thông thường, chữ Dằn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ Xá là đoạn âm, chữ Mút là trường âm nhấn, chữ Xá là đoạn âm, chữ Dô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Nít thằng gá tô á xanh ta si vi ta tàn hồ á nằm gá nô áp trình đi va va xanh đà ni ảnh ti mù dằn sa mút sa dô. Dạ, con xin sư và các bạn trong lớp sửa bài cho con, tại con mới ngủ thức dậy, con cũng không thấy được. Alo, mới ngủ thức dậy cho nên mắt nhắm mắt mở. Chữ Nít Thanh Gá Tô, chữ Nít là trường âm nhấn, mà chữ Thanh là nói đó là một trường âm thông thường ha. Chữ Thanh mà nói là trường âm thông thường, cho nên nó mắt nhắm mắt mở là thấy thông cảm ha. Hên cái là đọc giọng kinh đó, nghe đọc qua giọng kể là bà con giật mình bỏ chạy hết luôn, nói không biết làm sao mà nó ngủ mớ sao mà nó đọc nó ú ớ cái gì kỳ cục ha. Rồi giọng kinh vậy là xa thú. Alo, Sĩ Su Khá ơi, còn chờ Sĩ Su Khá thôi. Sư Su Khá có lên không? Không lên là coi như Sĩ Kim là giật mic luôn á. Rồi mời Sĩ Su Khá trước rồi Sĩ Kim sau ha. Alo. Con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chí Đức Đại Đức Pháp Tràng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ và quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 351. Dạ, đang nghe rõ chưa ạ? Chưa uống cà phê. Dạ, con không uống cà phê đâu. Ngoài Bắc không có cà phê mà uống. Dạ, con vừa ngủ dậy. Hôm nay trời mưa to quá, đã ngủ dậy trễ. Dạ, con xin phép đạo tràng. Nít thần gắt tù át sàn tà si huy táp tàn hồ an lần nồ ác chín ít. Phát hoa sẵn là lý ẩn ti mù rằng sa mút sa dù. Dạ, con xin phân tích ạ. Nít là trường âm nhấn ạ. Than là trường âm nhấn ạ. Gá là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Sẵn là trường âm nhấn. Ta si là hai trường âm thông thường. Quy là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm. Tá là đoạn âm. Mắt con nhìn hơi bị khó.
Thán là đoạn âm. A, quy là trường âm, thông thường tá là đoạn âm. Tăn là trường âm nhấn. Hô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Năn là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Ắc là trường âm nhấn. Chin là trường âm nhấn. Ý là đoạn âm. Phá là đoạn âm. Gá à, quá là đoạn âm. Săn là trường âm nhấn. La là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Dạ, câu số 4 là ăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Mô là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Dô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Nít thần gato asan ta si wi ta thần ho alan galo ak chin di fa wa san na ni an ti no mo rằng samut saro. Dạ, dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con sai chỗ nào con kính xin sư sửa sai ạ. Nam mô Bụt Thà Giá lại con xin xuống mấy ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nậu, quý vị Phật tử. Được một ngày ăn ngon, ngủ yên, ngủ dài. Sư hôm nay á, con thấy có nhiều người ngủ ngon giấc đó sư, dậy trễ. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên trên đời, không ăn không ngủ được thì tiền vứt đi. Sư á, dài hào con mà không lên đọc á, hồng sư á thọt vô chọc quê cũng như là gian nhật hạ vậy đó. Gian nhật hạ thì gian ác đúng hơn á. Cả một đầu tràng mấy chục người luôn. Huynh này đó không có chỉa vô ai hết, chỉa mình con à. Thấy không, con là người dễ dạy, tôi thấy không, ai chọc con cũng được hết. Con đâu nói gì đâu, vẫn vui vẻ mắc mẻ vì người không có ghẻ đó sư. Nó đưa cái mặt, nó đưa ra, nó kêu đang cười trắng mặt xanh lè, mặt xanh lè, cái lưỡi đỏ chét rồi. Con mắt cười hiếp lên. Con tiền luôn, ngủ được vậy tốt rồi, ngủ được là khỏe đó. Thì mấy con chó mà nó không, nó thấy ngủ mà nó không sủa là nó để cho chủ ngủ ngon đó. Ngủ ngon thì mới khỏe được, mới lọc được các chất và độc trong người ra đó. Người mà không ngủ được cái mặt nhăn như bà chằn lửa vậy đó. đặc biệt khi móc gì sư chỉ nhớ tôi là nhiều chuyện mỏ nhọn đó vậy thôi đọc đi, tới giờ rồi sư phải ra cắt nghĩa câu từ vựng với lại đi vô tích sự rồi. Nói nhiều giả miệng đi, nói nhiều quá giả miệng đi. Dạ thôi con xin đọc nha sư. Sư bình tĩnh nha con nghe sư, tại sư chắc cũng nhớ cái giọng con đến sư. Thôi bây giờ đọc đi. Cái bài này là cái tích sự của Mà Dương đó, ghê lắm mấy nghe, Mà Dương đó nha, Mà Dương mà dám chập tới ngày ra khu lá rồi. Bởi vì ai ông cũng chập hết. Thôi đọc đi. Con xin đọc Kinh Pháp Cú 351 đúng không ta? 351 đúng rồi đó. Nít thăng ca tô a sằng ta si quỳ ta tăng hồ a nằng ca nô ác chìn đi phá quá sàng là ni ăn ti mồ dằng sa múc sa dô. Nít thăng ca tô a sằng ta si quỳ ta tăng hồ a nằng ca nô ác chìn đi phá quá sàng là ni ăn ti mồ dằng sa múc sa dô. Nít thăng là hai trường âm nhắn, gá đoạn âm. Tô không phải là cái tô đâu nha, tô là trường âm thông thường. Á đoạn âm, sang trường âm nhắn, ta si hai trường âm thông thường. Câu số 2, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, t
tăng trường âm nhắn hô trường âm thông thường á đoạn âm năng trường âm nhắn gá đoạn âm nô trường âm thông thường ắc chin hai trường âm nhắn đí phá quá ba đoạn âm sang trường âm nhắn là trường âm thông thường ní đoạn âm ăn trường âm nhắn tí không phải chuột luôn nha à, tí đoạn âm mô trường âm thông thường dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm xá đoạn âm mút trường âm nhắn xá đoạn âm vô trường âm thông thường à, đọc lại bộ từ hết miệng bài đi à, tại vì người ta phân tích đọc tốt vui nhiều rồi còn làm ngắn gọn ghẻ đi sư. Nít thần gá tô á sằng tà xì quỳ ta tằng hồ á nặng gá nô ắc chìn đi phá quá sàng là ní ăn tí mồ dằn xá mút xá vô nít thần gá tô á sằng tà xì quỳ ta tằng hồ á nặng gá nô ắc chìn đi phá quá sàng là ní ăn tí mồ dằn xá mút xá vô đọc kệ nít thần gá tô á sằng tà xì quỳ ta tằng hồ á nặng gá nô ắc chìn đi phá quá sằng là ní ăn tí mồ dằn xá mút xá vô nít thần gá tô á sằng tà xì quỳ ta tăng hô a nang ga no ap chin di pha wa sang la ni ang ti mo yang sa mu sa yo ai tới đích không sợ ly ái không nhiễm ô nhổ mũi tên sanh tử thân này thân cuối cùng đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu thân cuối cùng là thân chết rồi không trở lại đó a la hán vậy đó nha à, con xin trả máy lại con xin mời sư lên ạ. Alo, 123, 123. À, quý vị thấy Sik Kim ha, luôn luôn là người đầu tiên cũng luôn luôn mà người cuối cùng cũng cũng nổi tiếng luôn ha. À, Sik Kim là một hoạt náo viên của cái room này, à, đem lại một cái không khí mà chúng ta cảm thấy rằng cởi mở ha, hoan hỷ ha, vui vẻ ha. Rồi, xa thủ Sik Kim. Dòng kinh cũng hay mà dòng kệ thấy cũng đặc biệt nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng. Chúng ta phải đọc trợ chữ. Vậy thì chúng ta cũng phải biết ý nghĩa của những chữ này như thế nào. Chứ nếu không người ta nói ô học như con vẹt. Rồi cái đọc ào ào vậy. Nhưng mà không biết cái ý nghĩa của chữ đó là như thế nào thì cũng khổ đế lắm ha. Rồi bây giờ câu đầu tiên Nithangato asantasi Nithangato asantasi. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha. Chúng ta có hai từ Nithangato. Nít thân gà tô do hai từ cộng lại, tức là chữ nít thân cộng với gà tô. Chữ nít thân à, do cái từ nít tha. Nít tha là một danh từ trung tính Akaran Tanapum Sakalinga. Nít tha có nghĩa là cái mục đích, cái cứu cánh, cái thành quả. À, à, chữ Nitha có ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà ở đây chữ Nitha à, chữ Nitha được chia theo đối cấp Đu Tỳ Giá Vì Pháp Thế Ê Cá Quá Trình Á. Cho nên chữ Nitha biến thành Nithăng. Chữ Nithăng. Rồi chữ Gato do cái từ Gata. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ của cái động từ Gachati. À, thì chữ gá tá này có nghĩa là đã đi đến. Nhưng mà chữ gá tá nó đứng làm chủ từ số ít và tham án e có quá chá náu về phát tí. Cho nên chữ gá tá biến thành gá tô. Vậy thì chữ gá tô ở đây có nghĩa là đã đi đến. À, nít thân là mục đích, đã đi đến mục tiêu. À, thì nít thân gato có nghĩa là người đã đạt đến sự hoàn thành.
người đã đi đến đích. Người đã đi đến đích, người đã đạt đến sự hoàn thành. Rồi, từ thứ hai. Nít thân M có dấu chấm, ha, M có dấu chấm. Khi mà Lobo sanh thí, ha, thì đó sẽ biến thành N có dấu chấm. Vậy dính liền với chữ Gato. À, từ thứ hai, Asantasi. Asantasi, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A ở phía trước có nghĩa là không. Santasi, do cái từ Santasa. Santasa nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Santasa có nghĩa là sợ hãi. Nhưng mà Santasi nó chỉ cho cái vấn đề sở hữu, à, sở hữu cách. Vậy thì Asantasi đây là một danh tính từ, có nghĩa là không sợ hãi, không còn sợ hãi, không sợ hãi, không còn sợ hãi. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2 ha. Santasi là không có sợ hãi. Asantasi. Bây giờ câu số 2. Vì ta tần hồ an nan ga nô. Vì ta tần hồ an nan ga nô. Chữ vì ta tần hồ ở đây do hai từ cộng lại, chữ quy tá có nghĩa là đã đi khỏi. Quy tá là đã đi khỏi. Còn tanh hô do cái từ tanh ha. Tanh ha nó là một danh từ trung tính, Akrantanapumsakalinga. Akrantanapumsakalinga. Tanh ha ha. Akrantanapumsakalinga. À, tanh ha có nghĩa là ái. Nhưng mà chữ tanh ha này nó được chia theo chủ từ số ít, bạch tham an e ca qua chân áo quỷ pháp tí. Cho nên chữ tanh ha biến thành tanh hồ. Quy ta tanh hồ là ái dục, à, đã xa lìa hay là không còn ái. Ái dục đã xa lìa hay là không còn ái. Quy ta tanh hồ. Rồi, từ thứ hai trong cái câu số 2 này. Anangano, Anangano. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ an ở phía trước. An ở phía trước có nghĩa là phủ định, có nghĩa là không. Rồi, chữ angano do cái từ angana. Angana nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Angana có nghĩa là nhơ nhút, nhiễm ô, bụi bặm. Nhơ nhút, nhiễm ô, bụi bặm. Angana. Nhưng mà angana này được chia theo chủ từ số ít, Vatthama Ekavachana Vipatti. Cho nên angana biến thành angano. Nhưng mà trước angano có chữ an nữa, à, thì nó sẽ là Anangano. Anangano có nghĩa là không nhơ nhút, không nhiễm ô. Anangano là không nhơ nhút, không nhiễm ô. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3 ha. Achindipavasanlani
A-chin-di-pa-wa-san-la-ni. Câu số 3, A-chin-di. A-chin-di, đây là một động từ. Số ít. A-di có nghĩa là cả, đã cắt đứt, đã cắt lìa. Chặt đứt hay là chặt lìa. Đã chặt đứt, đã cắt lìa. A-chin-di. Động từ A-chin-di ha. Đã cắt đứt, đã cắt lìa. Rồi. Pha-wa-san-la-ni. Pha-wa-san-la-ni. Ở đây chúng ta thấy có hai từ. Pha-wa và san-la-ni. Pha-wa do căn ngữ phu. Và pha-wa nó là một danh từ nam tính. A-kran-ta-phung-linh-ga. Có nghĩa là đời sống hay là hiện hữu. Pha-wa là đời sống hay là hiện hữu. Rồi chữ san-la-ni do cái từ san-la. San-la nó là một danh từ trung tính. A-kran-ta-na-phung-sa-ka-linh-ga. San-la có nghĩa là mũi tên. Và chữ san-la này nó được chia theo đối cách số nhiều ha. Đô tỳ gia vi phát tí bahu quá trình á. Cho nên chỉ san lá biến thành san la ni. San la ni. Như vậy thì cái Pháp Sa-la-ni có nghĩa là những mũi tên của hiện hữu hay là những mũi tên của đời sống. Những mũi tên của hiện hữu hay là những mũi tên của đời sống. Và câu cuối cùng, anh tí mô dân sa mút sa dô. Anh tí mô dân sa mút sa dô. Chữ anh tí mô dân do hai từ cộng lại. Anh tí mô ha. Anh tí mô là do cái từ anh tí má. Anh tí má. Nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít, cho nên anh tí má biến thành anh tí mồ. Rồi cộng với á dân, chữ á dân do cái từ ý đân, đó là một đại từ nam tính ha. Một đại từ nam tính. Nhưng mà nó được đứng làm đối cách ha, đối cách số ít. Ý đăng biến thành á dân, có nghĩa là thân này. Anh tí mô là cuối cùng. Anh tí mô dân là cái thân cuối cùng. Thân này là cái thân cuối cùng. Nhưng mà cái chữ cái thân tức là chữ Samusayo này. Samusaya đó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Mà chữ Samusaya này nó được đứng làm chủ từ số ít. Tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Samusaya nó biến thành Samusayo. Samusayo là cái thân này ha. Cái thân tức là cái bản thân của chúng ta, cái xác thân của chúng ta. Anh tí mù dần sâm út sạ dồ. Thân này là thân cuối cùng. Thân này là thân cuối cùng.
Vậy thì chúng ta gom lại những từ này để có được một cái ý nghĩa rõ ràng. Người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ hãi, ái dục đã lìa, không nhơ nhuốc. Các đức mũi tên của hiện hữu, thân này là cuối cùng. Người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ hãi, ái dục đã lìa, không nhơ nhuốc, đã cắt đứt như mũi tên của hiện hữu, thân này là cuối cùng. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tới đức sợ hãi, bỏ xa dục tham lưu lạc, không nhà mà nương, mũi tên sinh tử chẳng vương, thân này thân cuối, biết phương nào tìm. Tới đích sợ hãi, bỏ xa dục tham lưu lạc, không nhà mà nương, mũi tên sinh tử chẳng vương, thân này thân cuối, bước phương nào tìm. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, những mũi tên sinh tử, thân này thân cuối cùng. Ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, những mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Rồi, trong ý nghĩa từ vựng, quý vị thấy có cái từ nào mà chúng tôi lúng túng hoặc là sơ sót thì quý vị hoan hỷ, bởi vì chúng ta bổ sung cho nhau để có được một sự hoàn thiện. Thì nếu chúng tôi có lỗi gì thì quý vị hoan hỷ cứ chỉ ra ha, để sửa sai. Như vậy thì câu Phật ngôn 351 này ha, không, 351 với 352 nó cùng một duyên sự. Vậy thì hôm nay chúng ta không nói lên cái duyên sự của câu Phật ngôn 351 được. Nhưng mà ý nghĩa trong câu Phật ngôn 351 nói lên cái vấn đề gì? Ai tới đích không sợ, mà ai là người nào, ai người nào mà tại sao tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này thân cuối cùng. Ai thân này là thân cuối cùng. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chi nhân chi diện bất chi tâm, chi nhân chi diện bất chi tâm, con người ai cũng giống ai. Vậy thì biết người đó tới đích hay là chưa tới đích, biết người đó là thân sinh tử hay là thân cuối cùng, biết cái người đó đã ly ái không nhiễm ô, mình có biết được hay không? Người đó đã nhổ lên mũi tên sanh tử. Sanh tử ở đây tức là phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau 10 sợi dây trói buộc, 10 cái thằng thúc, 10 cái triền phược mà chúng ta có nhổ lên được hay không? Vậy thì làm sao để biết cái người đã tới đích và người không tới đích, người biết sợ và người không biết sợ? Bây giờ chúng ta hãy kiểm điểm qua 8 hạng người ha, 8 hạng người, để biết rằng cái người này là người như thế nào. Người thứ nhất là người hèn, người thứ hai là người ngay, người thứ ba là người sang, người thứ tư là người gian, người thứ năm là người ác, người thứ sáu là người tài, người thứ bảy là người ngu, người thứ tám là người khôn. Vậy thì trong 8 hạng người này, ai là người tới đích không sợ? Thì chúng ta sẽ kiểm điểm ha. Cái tính cách của con người được thể hiện qua các vấn đề sang, hèn, gian, ngay, ác và tội, hoặc là người tài, người ngu, người khôn, vân vân ha. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra để coi thử chúng ta nằm trong cái diện nào ha. Người ta hay nói rằng cái chữ thế gian và chữ thế giới,
Chữ thế giới là thực tính của pháp, mà thế gian là chúng ta đưa cái bản ngã vào, chính thức đưa cái bản ngã tôi ta vào, để rồi mới có trường hợp có một sự thắc mắc. Ai? Ai tới đích? Ai không tới đích? Ai sợ? Ai không sợ? Thì ở đây người hèn được thể hiện như thế này. Người hèn sống phận ngựa trâu, người hèn có tính đi đâu cũng luồn, người hèn ngậm miệng luôn luôn, người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay. Vậy thì người hèn nó thể hiện cái tính tình như thế nào? Người hèn sống phận ngựa trâu, người hèn có tính đi đâu cũng luồn, luồn đây là luồn cuối ha. Người hèn ngậm miệng luôn luôn, người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay. Đó là cái tính cách được thể hiện của người hèn. Còn người ngay là người thế nào? Người ngay ngắn mặt ban ngày, người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia, người ngay đâu sợ miệng bia, người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng. Tức là thẳng ruột ngựa, có người ngay thẳng thì họ luôn luôn người ngay ngóng mặt ban ngày chứ đâu có sợ sệt gì. Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia, đâu có ngán gì ai. Người ngay đâu sợ miệng bia, cái này hơi thắc mắc ha. Người ngay đâu sợ miệng bia, rủ người ta uống rượu sao? Miệng rượu trong phải miệng bia thì sao đây? Người ngay đâu sợ miệng bia, người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng. Nghĩa là bia rượu gì anh này cũng phải rõ ràng ha. Vậy thì tính cách của người ngay tức là người thấy những cái chuyện bất bình là sẵn sàng ra tay. Đó là cái người ngay thẳng. Còn cái người mà sang á, người sang thì họ sẽ thể hiện cái phong cách của họ thế này. Người sang phong cách đàng hoàng, người sang cư xử rõ ràng dưới trên, người sang thiên hạ biết tên, người sang luôn biết mình nên làm gì. Người sang ở đây có nghĩa là cái người biết mình nên tùy duyên thuận pháp. Tức là lúc nào mình nên làm cái gì, lúc nào mình không nên làm cái gì. Tức là trên dưới cư xử rõ ràng, rồi mình luôn luôn biết mình trong hoàn cảnh, trong môi trường, nơi quốc độ, nơi nhập khúc tùy gian, nhập gia tùy tục, vân vân. Tức là người sang này họ nắm bắt hoàn cảnh và thích nghi với hoàn cảnh, cho nên nói rằng người sang phong cách đàng hoàng, người sang cư xử rõ ràng dưới trên, người sang thiên hạ biết tên, người sang luôn biết mình nên làm gì. Đây sang thiệt chứ không phải sang chảnh nha. Rồi còn nói về cái người mà gian á, sang sang là sung sướng ha. Còn gian á, gian tức là người không có đàng hoàng ha. Người gian thầm thuộc thầm thì, người gian sao trước chỉ vì mình thôi, người gian ăn nói lôi thôi, người gian của bạn của tôi nhập nhằng. Ở đây người gian nói lên cái gì? Người gian chỉ biết vị kỷ cá nhân, vị kỷ cá nhân, rồi so đo với những người xung quanh. Cho nên nói rằng người gian thầm thuộc thầm thì, người gian sau trước chỉ vì mình thôi, và người gian ăn nói lố thôi, người gian của bạn của tôi nhập nhằng, tức là không có rõ ràng mà có cái lợi dụng trong đó. Rồi gian thì phải tới ác chứ. Người ác làm sao? Người ác họ thể hiện cái bản tính của họ như thế này. Người ác sát khí đằng đằng, người ác bá đạo nhập nhằng vua tôi,
người ác vì chỗ mình thôi, người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy. À, đây là ác thì không có chừa ai hết, à, luôn luôn là muốn hủy diệt đối tượng, tức là tâm sân chi phối. À, à, cho nên người ác là người bá đạo, người ác là người chỉ biết cái vị trí chỗ cái ghế của mình ngồi thôi, mà chính vì cái chỗ ngồi của mình mà bầy tôi giết cả bầy tôi lẫn thầy. À, tức là kẻ dưới đã giết mà người trên cũng không tha, tức là thượng đội hạ đạp luôn. À, cho nên người ác đã thể hiện cái bản tánh của họ. Người ác sát khí đằng đằng, người ác bá đạo nhập nhằn vua tôi, người ác vì chỗ mình thôi mình ngồi, người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy. À, đó là hạng người thứ năm rồi ha. Hạng người thứ sáu là người tài. Người tài tâm đức đắp đầy, người tài không quản khó này khổ kia, người tài biết việc phân chia, người tài tính trước quả kia phúc này. À, người có tài tức là người luôn luôn có nhiệt tâm, à, không quản sự khó khăn khổ nhọc, và người này biết tính toán, biết phân chia, biết quả, biết phúc. À, cho nên mới gọi rằng người này có tài. Người tài tâm đức đắp đầy, người tài không quản khổ này khó kia, người tài biết việc phân chia, người tài tính trước quả kia phúc này. À, rồi người thứ bảy là người sao? Người ngu. Người ngu này chắc có tư tầm mắt ha. Người ngu không biết gian ngay, người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm, người ngu ăn oán hay quên, người ngu ưa thích những tên nịnh thần. Người này chắc bởi vì sao? Người ta nói bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu. À, chúng tôi trong cái hạng người thứ bảy này thích nghi. Người ngu không biết gian ngay, người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm. Lão la tài tận, bà con thông cảm ha. Người ngu ăn oán hay quên, người ngu ưa thích những tên nịnh thần. À, đó là người ngu ha. À, hàng người cuối cùng tức là người khôn. Người khôn dụng sầm, người khôn phân định cái cần cái không, người khôn biết cách kể công, người khôn tính việc vượt sông khi cần. À, người này biết lợi dụng gần xa, biết phân định cái nào cần cái không cần, biết cách kể những cái công việc, à, nghĩa là khi cần khi không. À, như vậy thì người khôn là người biết tính toán. À, người khôn lợi dụng xa gần, người khôn phân định cái cần cái không, người khôn biết cách kể công, người không khôn tính việc vượt sông khi cần. À, đây là tám hạng người ha. Tám hạng người này thì chúng ta làm sao đây để mà nhận định? À, bởi vì tri nhân tri diện bất tri tâm, người hèn này, người ngay này, người sang, người gian, người ác, người tài, người ngu, người khôn. Chúng ta chỉ nhìn ở bên ngoài mà đâu có biết được bên trong. Ví dụ như một vị đại A-la-hán, một vị thánh thinh văn, thượng thủ thinh văn, à, cánh tay trái của Đức Phật, tức là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên với thần thông của mình, à, với mình đã hai lần tránh né 500 bụng tướp kia, nhưng mà tới lần thứ ba thì Ngài biết rằng cái ác nghiệp đã đến không thể tránh được, thì cái thân ngũ uẩn này phải chịu các bụi về với các bụi, à, các bụi về với các bụi. Thế là Ngài để cho 500 tên cướp tự do hoạt động,
trong khi thần thức của Ngài đã lìa khỏi xác thân. À, và nó đọc Ngài đang như cái gì vậy? À, tan nát như hamburger hả? À, và chúng ta thấy rằng với cái tâm thân ngũ uẩn này, ai cũng giống ai, ai cũng giống ai, dù là một vị đại a la hán, à, một vị thánh thiền thú thinh văn của Đức Phật, nhưng mà Ngài cũng phải trải nghiệm. Vì khi trải nghiệm như vậy thì phàm và thánh đều giống nhau. Cho nên trong tám hạng người này, chúng ta không biết ai là thiệt là giả. Và thường thường á, là những cái vị mà võ sư mà coi như là hữu danh á, khi mà gặp con đồ mà nó kiếm chuyện á, thì mấy vị võ sư, những vị cao thủ đó, họ né tránh, à, họ luôn luôn khiêm tốn, bởi vì thùng rỗng nó mới kêu to. À, tức là khi mình mới học á, à, quật quạt được chút xíu thì muốn thi thố khả năng, muốn cho người ta biết rằng mình cũng biết võ, mình cũng giàu có, mình cũng chẳng như ai. Nhưng mà rồi những cái người mà có tài thật sự, họ luôn luôn họ né tránh, họ khiêm nhường, họ làm như là khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống, à, biết thời, biết thế, biết trên, biết dưới. Rồi, bây giờ để ý câu Phật ngôn là chúng tôi dông dài gợi chuyện để cho quý vị tham gia thảo luận. Rồi, bây giờ quý vị có ý kiến thế nào? Chúng ta còn 12 phút nữa. Alo, rồi mời sĩ Nhật Quỳnh, còn 12 phút nữa. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi giảng dạy tám hạng người ngu khôn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Con ngồi con nghe Ngài nói thì rất là hay, phân biệt những hạng người, nhưng mà con nghĩ rằng khó phân biệt lắm. Nhưng mà con có câu hỏi xin Ngài, con cũng thỉnh Ngài dùng tạm tách nước ở chùa Ngọc Đạt, rồi cho con hỏi một câu. Dạ, cảm ơn đạo tràng một lần nữa cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch Ngài, hồi con nghe Ngài đọc bài này thì con nhớ hồi lúc sáng con học ở cái lớp học Bút Thá Thâm Má đó, thì nói có ba cái điều ác là thân hành ác được giảng rõ, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu ác hành được giảng rõ, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói lời phù phiếm. Ý ác hành được giảng rõ, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Hồi sáng Nhật Quỳnh thấy có Giang Nhật Hà học ở trong đó nữa. Và trong bài này trích ra là người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Dạ bạch Ngài, theo như Ngài đọc tám hạng người, Ngài chỉ dạy cho con như những cái người mà nói khẩu ác hành là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Dạ con, những cái trước thì con biết, nhưng mà nói lời phù phiếm con không biết như thế nào mà nói, gọi là lời phi pháp. Dạ, Ngài chỉ dạy để cho con tu tập, con kính dâng mít đến Ngài. Alo, ở đây không phải là bốn điều mà năm điều luôn. À, khẩu nghiệp có bốn, nhưng mà thêm một điều nữa là điều thế nào? Nói không hợp thời. Bởi vì cái đây là câu chuyện ở bên Bút Thá Thâm Má, có ba chi pháp: thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì bây giờ thắc mắc ở bên đó thì hỏi bên đó đi. Cái thắc mắc bên đó mà đem qua đây, trời ơi, đụng chạm mệt lắm.
Ví dụ như bây giờ giờ của Thượng Tọa của Ngài Pháp Thanh thì cứ hỏi giảng như vậy đó, cứ hỏi đi. Giờ của Huynh Kinh thì cứ hỏi đi. Giờ của Ngài Hữu Tông hỏi tự do, vậy còn gì để mà thắc mắc nữa hả? Cái chuyện bên Bồ Tát Thâm Ma đem qua đây xin lỗi, chắc chắn là chúng tôi bị ăn đòn. À, cái chuyện này bất khả tư nghị. Cho nên trong bốn điều đó của khẩu nghiệp thì có cái điều thứ năm là nói không đúng thời. Châu Quốc phải không? Nói không đúng thời là Châu Quốc rồi. Không. Cái chuyện mà khi nào thắc mắc bên đó thì cứ hỏi bên đó. Thân hành, khẩu hành và ý hành. Còn ở đây tám hàng người ha. Tám hàng người để nói lên cái vấn đề gì? Ai? À, cái chữ đầu tiên trong cái câu Phật ngôn này, ai? Chứ không nói là cá nhân ai hết, mà nói ai để mình nhận định rõ cái con người đó hành pháp hay là bị pháp hành. À, người hành pháp tức là người để đạt được một cái mục đích gì đó. Người mà pháp hành á, tức là thuận pháp, giống như các ngài đã đặt cái nặng xuống thì bây giờ cái pháp nó hành, có nghĩa là tùy duyên thuận pháp. Mà tùy duyên thuận pháp thì các ngài sống cũng không màng, mà chết cũng không màng. À, tới đâu hay đó, khi nào mà cái tuổi thọ hết thì giống như đèn mà nó hết dầu hết tên, và thế là ngài nhập vô dư niết bàn. Còn đối với chúng ta là con người trên con đường thực hành pháp, và thực hành pháp thì chúng ta cũng có nhiều cái sự thắc mắc, là nhiều cái sự coi như là nhờ sự nhắc nhở của các vị thiền hữu trí thức, phải nương theo vị này vị kia để học hỏi. Nhưng mà khi người ta đưa ra vấn đề thân hành, khẩu hành và ý hành, tại sao không thắc mắc, nó chạy qua đây hỏi như vậy thì câu hỏi này không hợp thời. Không hợp thời. Chúng tôi chỉ nói lên tám hàng người, mà tám hàng người đó, cái chữ đầu tiên trong phần tiếng Việt của câu Phật ngôn này nói lên cái chuyện, nói lên cái vấn đề gì? Ai, nhân sự nào tới đích mà không sợ? Thì chúng ta cứ qua tám hàng người này để mình có một cách đề phòng. Đối đó là những vị thánh, những vị A-la-hán, hoặc là những vị tu đà quần mà chúng ta phạm tội với các vị đó, chắc chắn là con đường tiến hóa của chúng ta không được thông suốt. Nhớ lại câu chuyện của một vị trụ trì ha, ganh tị với một vị thánh tăng. Khi mà coi như Phật tử mời đi để bác ha, thì cái vị trụ trì này nếu mà đánh chuông mà là lớn quá, sợ bị khách tăng nó nghe rồi cái đi tới nhà người ta có ăn rồi cái ở luôn đó, không chịu đi về, rồi nghĩa là ở luôn ở đây, thì coi như tại sao mà khách tăng, coi như Phật tử là quý trọng mình ở đây lâu như vậy mà quá thường ha, mời bị khách tăng trước mà mới báo cho mình sao. Cho nên cái sự ganh tị phát sinh. Và khi mà ô mình bác đi khất thực á với vị khách tăng đó, thì lấy ngón tay búng vô trong cái chuông đó để cho vị kia không nghe. Vị kia thấy rằng cái tâm của cái vị trụ trì này phàm phu tục tử, ganh tị nhỏ mọn, mình ở đây sẽ mang họa. Mang họa có nghĩa là cái vị trụ trì đó đi xuống chứ không thể đi lên được, bởi vì xúc phạm đến một vị thánh. Và cũng chính vị trụ trì này có những cái lời nói thô lỗ, phỉ báng, quỷ báng, nhục mạ vị thánh tăng. Người không nên ăn cơm mà ăn phẩm thì tốt hơn. Người không nên nằm ở trên giường mà nằm ở dưới đất tốt hơn. Ngươi không nên mặc y phục mà lóa lồ tốt hơn. Ngươi không nên cạo đầu bằng cái dao mà lấy cái cọng thốt nốt á, cạo đầu thì tốt hơn.
vì nhục mạ một vị thánh tăng mà vị trụ trì này phải đọa thời gian hết một kiếp của Đức Phật, đọa xuống địa ngục. Rồi khi mà thời kỳ Đức Phật vô tầm ma của chúng ta thì cái chúng sanh đó được sanh lên làm người, và coi như từ khi mà sanh làm người thì phẳng là vật thực thường xuyên, áo quần thì không mặc, nằm dưới đất đó là cũng là một cái chuyện thường xuyên, rồi không cạo đầu bằng dao mà lấy cái cọng thuốc nốt cạo cho đến khi mà cái đầu mà te tua máu me đổ ra như vậy thì cảm thấy rằng hạnh phúc vì phỉ báng một vị thánh mà cái quả nó đến như vậy đó. Thì ở đây chúng ta nói ai tới đích không sợ, cái người mà ai, cái đối tượng là ai đó thì chúng ta cũng nên đề phòng, bởi vì phàm thánh lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, người có giới người không có giới. Thì bây giờ chúng ta nên biết cái người tới đích hay là người không tới đích như thế nào thì chúng ta cũng phải nên tôn trọng. Cho nên ở trong cái room này xin lỗi quý vị ha, nhiều khi chúng tôi không chắc ăn phải gọi cái người này là nam hay là nữ và đọc cái tên có đúng hay không. Cho nên chào chung chung, chào chung chung quý vị, đừng có nghĩ rằng là chúng tôi không quan tâm, hoặc là chúng tôi coi như là trọng người này coi thường người kia, không có. Bởi vì trên chính bản thân của chúng ta ai cũng đồng đẳng, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhãn căn nhĩ căn vân vân, sắc thân nương vị xúc pháp cũng giống nhau, và nhãn thức nhĩ thức tỷ thức cũng giống nhau, tức là căn trần và thức trên mỗi con người ai cũng đồng đẳng. Và khi đồng đẳng như vậy thì chúng ta nên tôn trọng, parisantha raga ravo, tôn kính trong sự giao tiếp. Khi mà chúng ta có được cái pháp môn mà tôn kính như vậy thì mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng lại mình, chúng ta không xúc phạm. Và không xúc phạm như vậy thì chúng ta tu mới tiến được nhé. Chứ còn bây giờ mình cứ khi dễ, mình coi thường, mình ngã mạn hơn thua và bằng, ganh tị, thì như vậy mũi tên sinh tử chúng ta có nhổ lên được không? Phiền não khổ đau nó luôn luôn dằn vặt mình, thì luân hồi sinh tử sẽ đến với chúng ta thôi. Đây là những lời Đức Phật dạy, và chúng ta coi như làm kim chỉ nam để rồi chúng ta cố gắng. Và trong cái sự cố gắng đó chắc chắn mình có lợi ích, chứ không phải là chúng ta cố gắng để rồi uổng công. Thì mỗi câu Phật ngôn đều cho chúng ta một cái pháp môn để tu tập. Chúng ta hãy tôn trọng nhân phẩm của những người xung quanh, bởi vì mình đâu có biết họ tới đích chưa, hoặc là họ đương thực những ba la mật, họ là những vị Bồ Tát, họ là những vị thánh mà chúng ta mạo phạm, chúng ta làm cho họ coi như là mình sân hận, mình đố kỵ, rồi cái mình chắc chắn mình con đường đi xuống là mình lãnh trước. Cho nên đây là một bài học, mà bài học này xin Nhật Quỳnh phải nhớ cái room nào thì cũng theo room đó chứ không phải là ba cái điều bên kia đem qua đây hỏi làm tu bí là coi như nó bậy luôn á. Thôi thông cảm thấy chờ rồi. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được dừng lại. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin hoa lục vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha vá chê nà sô thư vô hô tụ sa vá đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu chư thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Công Nhật Ha quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Namo Buddhaya.